Xin chào cô chú anh chị, chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh review nhà bán 9 trụ của Trường Sơn. Trong video ngày hôm nay, Trường Sơn xin giới thiệu với cô chú anh chị một căn nhà nằm trong hẻm 24 đường số 16 phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân. Con hẻm trước nhà đây cô chú anh chị rộng đến 4,5 m ha, sạch sẽ an ninh. Xung quanh này nhà cao tầng ha. Bên đây ha. Bên đây thì xây dựng là một trệt, một lửng, hai lầu sân thượng nè. Còn ở bên đây thì xây dựng là một trệt, hai lầu sân thượng nha. Hẻm đây rộng rãi sạch sẽ ha. Thì căn nhà ngày hôm nay Trường Sơn giới thiệu cho cô chú anh chị là căn nhà này nè. Thật ra căn nhà này trước đây Trường Sơn có review một lần rồi. Nay chủ nhà giảm 150 triệu để bán nên Trường Sơn làm video này để cập nhật thông tin cho cô chú anh chị, đồng thời review lại căn nhà để cô chú anh chị xem lại một lần nữa nha. Trước nhà này được trang trí hai cái lồng đèn rất đẹp ha. Và ở đây thì có thêm hai cái tấm này, đây là chúc mừng năm mới ha. Còn bên đây sẽ là vạn sự như ý này. Trước nhà có hai lớp cửa ha. Thì căn nhà có kích thước ngang 4 m, dài 8 m, kết cấu một trệt một lầu, có hai phòng ngủ, hai phòng vệ sinh, một ban công. Căn nhà có hướng đông bắc. Giấy tờ thì nhà có sổ hồng riêng hoàn công. Chúng ta sẽ mua bán công chứng sang tên. Giá bán cho căn nhà này thì chủ nhà vừa giảm 150 triệu, chốt luôn 3,1 tỷ không thương lượng. Chủ nhà sẽ tặng cho cô chú anh chị bộ ghế sofa này ha. Hiện trạng căn nhà này thì nhà mới đẹp, sẵn sàng bàn giao nhà cho cô chú anh chị vào ở luôn. Tuyệt vời chưa. Đây là không gian khu vực bếp ha. Bên đây là khu vực vệ sinh này. Đầy đủ trang thiết bị luôn nha. Tường của phòng vệ sinh cũng được ốp đá từ dưới lên trên này. Đó, tuyệt vời ha. Vị trí căn nhà này thì nằm trong hẻm 24 đường số 16 phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, nằm gần chợ Lê Văn Cuối. Hẻm trước nhà rộng 4,5 m, sạch sẽ an ninh, xe hơi có thể ra vào được luôn. Hiện trạng thì nhà mới đẹp, sẵn sàng bàn giao nhà cho cô chú anh chị vào ở luôn. Nhà có sổ hồng riêng hoàn công đầy đủ, chúng ta sẽ ký công chứng mua bán sang tên. Giá bán thì chủ nhà vừa giảm 150 triệu, chốt luôn 3,1 tỷ. Tuyệt vời ha. Cầu thang bằng gỗ rất dễ đi này. Rồi. Bên đây sẽ là khu vực để máy giặt nhé. Khu vực để máy giặt này. Đây là khu vực vệ sinh ha. Đầy đủ trang thiết bị này. Tường cũng được dán gạch ha, từ dưới lên trên này. Rồi, phía trước này chúng ta sẽ có hai phòng ngủ nhá. Tuyệt vời chưa. Rồi. Đây ha. Đây là phòng ngủ đầu tiên này. Rộng rãi cao ráo ha. Trần nhà làm bằng trần thạch cao rất đẹp này. Tiếp theo là phòng ngủ phía trước. Đây ha. Cũng rộng rãi này, thoải mái nhá. Đấy. Trước cửa sổ và cửa đi đều được trang bị rèm nhá. Đây là ban công này. Ban công trước nhà ha. Mấy cái dây này là dây điện thoại này kia cô chú anh chị ha. Dây điện thoại là truyền hình cáp internet nhá, chứ không phải là điện chiếu sáng đâu. Bên đây này xây dựng là một trệt hai lầu sân thượng này. Đối diện căn nhà chúng ta ha là một trệt một lửng hai lầu sân thượng này. Bên đây là đó cũng là một trệt hai lầu ha. Ok. Rồi, ok ha. Như vậy thì chúng ta đã vừa xem xong căn nhà này. Thì cô chú anh chị nào quan tâm đến căn nhà này thì hãy kết nối ngay với Trường Sơn để đi xem thực tế nhà này và giao dịch trực tiếp với chủ nhà luôn ha. Cô chú anh chị hãy liên hệ với Trường Sơn qua số điện thoại 0915 987 168. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian xem video này và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong các video tiếp theo. Xin chào.